Rồi, trước màn hình quý vị, anh chị và các bạn là tổng quan chiến con 3B. Đó, trong chuồng trong thì mình nhốt là 5 con. Và chuồng ngoài này thì mình nhốt thêm 4 con nữa là tổng quan 9 con. Đó, thường thường thì mình gom tầm 10 con đến 12 con thì mình mới quay video báo giá chi tiết cho quý bà con tham khảo để tiện chiến mình vẫn chiến. Nhưng mà do mấy ngày vừa qua đi về nó mệt, bà con gọi bán bò rất là nhiều nhưng mà chạy không nổi. Đó thì mình cũng lựa chọn được tổng quan là 9 con là như thế này. Thì bây giờ mình báo giá chi tiết từ con nhỏ nhất đến con lớn nhất, tổng quan hết 9 con chi tiết để quý bà con xem tham khảo và lựa chọn. Hi, cứ sau mỗi ngày dài thì chúng ta lại được gặp nhau. Tùng TV xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị anh chị và các bạn để dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của kênh mình hôm nay. Chia sẻ với các bạn hôm nay thứ bảy cuối tuần ngày 28 tháng 10 năm 2023 dương lịch, và sau ngày mình đi giao tổng quan 10 con 3B về cho anh trai nhiệt tình ở trong Bình Thuận. Thì về 2 ngày vừa qua thì cũng đi xem và mua bò để cung ứng cho quý bà con gần xa có nhu cầu. Thì ngày hôm nay cuối tuần mình cũng gom về chỉ có được 9 con thôi bà con, chứ mấy ngày vừa qua đi về thứ nhất là mệt, thứ hai nữa bò sao thoát cũng không có ưng ý nên là mua chỉ có được 9 con. Thì hôm nay thứ bảy cuối tuần bà con nghỉ cuối tuần thì cũng gom bò về và làm cái video cũng phải báo giá chi tiết 9 con 3B này. Và 9 con này thì chia sẻ với bà con, mình mua lô bò này thì nó không đều, có hàng nhỏ tiền có và hàng lỡ lớn tiền có, chứ không phải đều một lứa như là cái lô bò 10 con mình vừa giao cho anh trai ở trong Bình Thuận. Đó thì 9 con 3B này như thế nào và giá cả của từng con ra sao thì mời bà con cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới kết thúc cũng kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cái công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và đón xem hết video với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, trước màn hình quý vị anh chị và các bạn là tổng quan 9 con 3B. Đó, trong chuồng trong thì mình nhốt là 5 con. Và chuồng ngoài này thì mình nhốt thêm 4 con nữa là tổng quan 9 con. Đó, thường thường thì mình gom tầm 10 con đến 12 con thì mình mới quay video báo giá chi tiết cho quý bà con tham khảo để tiện chiến mình vận chuyển. Nhưng mà do mấy ngày vừa qua đi về nó mệt, bà con gọi bán bò rất là nhiều nhưng mà chạy không nổi. Đó thì mình cũng lựa chọn được tổng quan là 9 con nó như thế này. Thì bây giờ mình báo giá chi tiết từ con nhỏ nhất đến con lớn nhất, tổng quan hết 9 con chi tiết để quý bà con xem tham khảo và lựa chọn. Đó thì mình gọi cái tiếng quý bà con thì nó quen rồi, có một số người thì yêu cầu làm video muốn hoàn thiện hơn thì quý cô chú anh chị đó quan tâm thì gọi tới em nha. Đó thì đây là cái con 3B đầu tiên, và con 3B này là con 3B số 1. Giá con này thì nhỏ tiền thôi bà con, cho bà con ít vốn nhỏ tiền, dàn vai cực kỳ hứa. Con này thì chia sẻ với bà con là vừa cai sữa luôn đó, vừa cai sữa thì mình mua luôn đó, bông đùi rất là tốt và mình mới vừa dắt về tới chuồng lại luôn đó. Con này thì bông đó, bông phần lưng phần bụng đó. Cái mình thì không bông nhưng mà đặc biệt con này thì mông đùi rất là phê vì là mới vừa cai sữa xem chưa rút sữa, nó còn rất là nhát đó. Đứng thẳng thớm con B mình quay cho bà con xem. Con này là con số 1 và giá con này thì cực kỳ nhỏ tiền cho quý bà con tham khảo. Biên đẹp, vai hớ, đùi nớ, bông banh đó. Giá con này thì chia sẻ với bà con giá chỉ có 16 triệu thôi bà con đó, rất là hợp lý cho quý bà con ít vốn nhỏ tiền muốn có một con 3B đẹp về nuôi phát triển kinh tế đó. Con này là con số 1 và con này cũng là con đầu tiên mình muốn báo giá cho quý bà con gần xa xem tham khảo trong lô bò 9 con ngày hôm nay. Rồi tiếp theo thì con này là con số 2 đó, mình quay báo giá từ nhỏ tới lớn nên là bởi quý bà con xem tham khảo là nhớ số thứ tự cũng như là nhìn tổng thể con bò cho nó rõ nha. Đó, con này là con số 2, hàng này thì cai sữa xong rồi bà con. Con này là bông điêm xương, bông điêm xương nhé bà con, trên mình nó là bông đều hết nhưng mà không phải là mũi tiêu, nhưng điêm xương giữa lông trắng và lông đen đó, bà con có thể xem chân trụ thẳng thốn cao dài cực kỳ đó, chiều cao rơi vào tầm 1m1, 1m12 đó. Nhưng mà con này thì cai sữa rút sữa rồi đó, rút sữa nhưng mà không phải là ốm lắm nhé bà con, cực kỳ đẹp luôn. À, quý cô chú quý anh chị nào mà xem thích con này thì tham khảo và mình báo giá luôn cho quý bà con cái con số 2 này giá chỉ có 17 triệu 500 thôi đó, 17 triệu 500 bà con đã có một con 3B cấp mình cực dài, chiều cao rất là cao, xương cốt to, chân trụ thẳng đó, mông đùi thì như thế này bà con xem. Đây, đây là con số 2 đó, như thế này chi tiết để bà con tham khảo. Mình quay vai cho quý bà con xem luôn
Vai rất là hứa luôn, đứng thẳng thốt bà con nhìn vai, vai cực kỳ hứa. Cái vai của con bò rất là quan trọng với bà con. Vai rộng, đùi vuông, cặp mình dài, ruột không thẳng, ruột phải thon thì sau này bà con nuôi con bò nó ra nó mới đẹp. Đó, thì con này là con số 2 giá 17 triệu 500. Đó, chi tiết chưa? Để bà con tham khảo. Rồi, mình báo giá thì từ nhỏ tới lớn nên là bà con nhớ cái số thứ tự bò, mình quay chi tiết cái con bò để bà con xem tham khảo. Đây, con này là con số 3. Đó, quay một vòng cái con bò cho bà con tham khảo. Mình quay xuôi sáng, nếu quay ngược sáng thì bà con nhìn không rõ con B. Đứng thẳng thốn con B mình quay cho bà con xem. Hàng đẹp hết nhé bà con. Không có con nào mà xấu hết. Tồn TV đã đi tuyển bò thì chia sẻ với bà con là không có con xấu. Đó, bà con nào nuôi lên cũng có tương lai hết. Những cái con mà ốm khổ mình chia sẻ với bà con mình vẫn mua, nhưng mà vì nó rất là to nên là sau này bà con vỗ nó lên nó rất là to, giá được hợp lý. Đó, con này là con số 3. Con này thì đen mông một màu, không bông không đồ hết, cái đuôi nó có bông sơ một xíu chứ cũng không được bông trắng luôn bà con. Nhưng mà chân trụ thanh thốn rất là to, mẻm da mướt lông. Đó, cái đuôi nó như thế này, nó bông một xíu như thế này. Đó, trắng sơ thôi chứ cũng không có trắng nhiều lắm, nhưng mà con này thì dày đi đốt luôn, dày cực kỳ dày luôn. Đó, nhìn tổng quan con B như thế này để bà con tham khảo. Con này là con số 3 và giá con này mình công khai chi tiết cho quý cô chú anh chị. Con này giá là 18 triệu 500. Đó, con này là con số 3 để bà con tham khảo. Mông đùi này dày đi đốt, con này đùi vuông mà con này nó dày cực kỳ luôn bà con, dày hiền dạng là dày. Vai này đầu rất là đẹp, đầu to hiền dạng, cây sữa hoàn toàn hết rồi. Đó, chiều cao con này 1m1 thôi. Đó, chiều cao con này thấp hơn cái con số 2 với bà con, thấp hơn nhưng mà con này là dày hơn, đi đốt hơn. Đó, nên là nó mắc hơn 1 triệu. Đó, giá con số 3 này là 18 triệu 500 để bà con tham khảo, quay cực kỳ kỹ cho bà con xem. Đó, rồi tiếp theo. Đó, phải báo giá từ nhỏ tới lớn nên là phải đi ra đi vào. Đó, rồi tiếp theo con này sẽ là con số 4. Con số 4 đứng kề con số 2 này. Con này là con số 4 nhé bà con. Mình quay chi tiết để bà con tham khảo. Đứng lùi ra như thế này. Quay xuôi sáng thì bà con nhìn rõ con B và nhìn tổng thể con B. Con này là mẹ Pháp nhé bà con, mẹ nó là Anh Gớt. Nó cách mình rất là dài, chiều cao con này thì rơi vào tầm 1m1 nhưng mà yếu chứ không đủ 1m1 nhé bà con. Nhưng mà lông tai rất là nhiều. Con này mẹ Anh Gớt nhưng mà không, nó lai về 3B mạnh hơn nên cấp mình rất là dài. Nhưng mà con này là có chân sừng chứ không phải là trùi sừng. Đó, con này cũng đen mua một mèo, trên đầu thì có bông điểm xương như thế này thôi. Đó, quay chi tiết chân trụ cho quý bà con xem. Đó, mông đùi đây, dòng mẹ Anh Gớt thì bà con biết rồi, mông đùi nó phê lắm, nó giống như F2 như vậy. Vì là dòng Anh Gớt thì nó là dòng siêu thịt nên là nó người ta phối 3B vào thì mông đùi nó rất là phê. Đó, ngày hôm nay thì chia sẻ với bà con là mình gồm về 9 con thì cũng được ba con, ba con Mỹ Pháp. Đó, để bà con tham khảo. Đây, con này là con số 4. Đó, chi tiết con B nó như thế này. Quay rất là kỹ. Đó, bà con xem vai luôn cho nó tiện. Đây, vai dòng Mỹ Pháp thì vai nó rộng. Đó, vai nó như thế này. Đó, đứng thẳng thốn con B cực kỳ đẹp như này. Đó, giá con này thì chia sẻ với bà con là 19 triệu 500 để bà con tham khảo. Đó, Mỹ Pháp 19 triệu 500 như thế này. Đó, rồi con này là con số 4, mình cũng công khai báo giá chi tiết trong thẳng máng tròn sò đều đẹp hết. À, bông đùi xeo nhìn tới cho bà con xem đuôi cục. Đó, đuôi con này rất là ngắn, lòng lòng đuôi cũng không có bị bông. Đó, như thế này. Rồi, là con số 4. Tiếp theo con này sẽ là con số 5. Đó, con số 4 và số 5 thì nó đứng, con số 2 nó đứng giữa con số 4 và con số 5. Đó, con này là con số 5 này bà con. Đó, và con này thì mẹ Anh Gớt nhưng mà con này thuần hơn, đầu trụi không sừng cực kỳ đẹp luôn. Đó, đầu trụi không có sừng, không có chân sừng luôn, nói chung là bao bao da. Đó, dòng mẹ Anh Gớt con này thì chiều dài dài đến cấp luôn bà con, nhìn xem chiều dài đến cấp, chân trụ rất là to và mông đùi thì cũng phê y vậy. Mông đùi này, mông đùi cực kỳ phê luôn.
quay như thế này và con nhìn hai phía đó. Con này thì có bong phần bụng, bong phần đầu, à, đặc biệt là con này không sừng đó, đuôi cũng bong đó, bong cánh như thế này, các mình rất là dài, cao dài cực kỳ đó. Và con số nem này thì mình báo giá chi tiết cho quý bà con là 20 triệu chẵn đó, số nem này 20 triệu chẵn với bà con. À, con số nem đó, mọi người nó như thế này đó, cực kỳ đẹp. Nói về bò mình tuyển chọn cho quý bà con thì yên tâm về chống nước chống gió, rồi yên tâm về cái độ độc đẹp và tương lai của con bò, bà con yên tâm đó. Bà con nếu mà theo dõi kênh của mình thì chia sẻ với quý cô chú anh chị rằng là mình giao bò rất là nhiều đó. Gia Lai, Bình Định, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk là 6 tỉnh mình thường giao, còn các tỉnh còn lại như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận thì Quảng Nam, Đà Nẵng, Đà Lạt, Lâm Đồng thì mình cũng có đi, nhưng mà đủ số lượng mình đi, và tất cả những cái con bò mình giao về tới chỗ nuôi cực kỳ yên tâm luôn, không có hiện tượng trong nước trong gió, ăn uống phát triển rất là tốt, vì là mình bắt bò một vùng và vùng mình bắt thì khu vực Cát Sơn, của các Bình Định đó, nên là vùng núi, nên là bò nó không có hiện tượng mà trong nước thay đổi môi trường đó, nó như vậy. Rồi con số 5 giá là 20 triệu chẵn. Tiếp theo thì mình vào chuồng trong này, mình báo giá 4 con nữa. 4 con ở chuồng trong này thì chia sẻ với bà con là hàng 4 con này thì lỡ lớn bò rồi đó, tại con có thể nhìn sơ về 4 con. 4 con này thì bò lỡ rồi đó, con nào nó rất là to, lỡ bò đó, đứng này coi, đứng này đó. Kéo về bò này thì bà con vỗ nhanh đó, vỗ nhanh, thời gian nuôi ngắn đó, lớn lớn bò rồi đó. Lớn bò thì tất nhiên nó cũng lớn tiền bà con, nó lớn tiền hơn so với những cái con mình vừa báo giá đó. Để tiếp theo con này là con số 6, con này là con số 6 với bà con. Con này thì đem mung, chiều cao thì 1m2, vô tư đó, không thiếu được, rất là cao, rất là to, đem mung một mèo nha. À, con số 6 này đem mung một mèo, trong trụ không phát, cao dài cực kỳ đó. Đứng mình quay hai phía cho là con sẹo, chuồng nó hơi chật nên là mình phải quay bò, chọn bò ra quay cho nó chi tiết, quay xuôi sáng thì bà con nhìn nó mới rõ được đó. Bò cực kỳ cao dài, hôm nay thì đem mung, không có bông, không có đốm chỗ nào hết, dàn vai như thế này đó, vai đó quay rất là kỹ, dàn đầu thì cũng không có bông luôn nhé bà con đó. Là con này thì chia sẻ với bà con về nhiều đó. Bò này thì vẫn nói tới chuyện cai sữa nữa, vì là cai rất là lâu rồi, bò nằm tầm 8-9 tháng bò rồi, bông đùi nó như thế này đó. Và con này thì con số 6 này thì mình báo giá luôn cho quý bà con tham khảo đó. Giá con này là 21 triệu 500 đó, cao dài cực kỳ luôn, đứng tràm màn hình luôn bà con đó, 21 triệu 500. Bò này ngày xưa 25 26 triệu này bà con đó, nhưng mà bữa nay giá chỉ còn 21 triệu 500 là có con bê như thế này để bà con nuôi đó, bà con tham khảo. Rồi tiếp theo con đó là con số 6 với bà con đó, con này là con số 7 này, số 7 là đứng ngay cửa đó đó. Con số 7 này thì chia sẻ với bà con xác rất là to rồi, xác rất là to, nhưng mà nói về cái độ ốm khổ thì khả năng thì nó ốm khổ như cái con số 6 vừa rồi đó, ốm khổ thì ốm khổ hơn luôn chứ đừng nói như đó. Nhưng mà tháng thì nó già tháng hơn đó, con này thì già tháng hơn đó, khung xác to hơn, nhưng mà con này thì bông đó, còn con vừa rồi là đen đó. Và giá con này thì mình chia sẻ với bà con cũng bằng giá với con số 6 vừa rồi, con số 7 này nó không phát như thế này, vai này quay vai cho bà con xem cái dàn vai nó đó, đứng như thế này quay vai đầu đây đó, như là con số 7 đó. Giá con này thì mình chia sẻ với bà con cũng 21 triệu 500 đó, sát to đó, lớn bò về nuôi rất là nhanh, 21 triệu 500 thôi đó. Rồi mông đùi nó như thế này, con này thì nuôi khả năng là ốm khổ, nhưng mà đùi đồ cũng vuông nhé, là còn vuông đùi thẳng tạ chứ không phải là dạng mà ốm khổ, mà ốm khổ quá đâu, rất là rộng, vai đùi rất là rộng, khung sắt rất là to, giá không chỉ 21 triệu 500 thôi đó, để bà con tham khảo. Con đấy là con số 7. Rồi tiếp theo
Con này là con số 8. Con này là con 3B bông. Bông gọi là lỡ rồi. Trong lô này thì con số 8 là con số 9 này, con lỡ lớn bò nhất. Đấy là con tham khảo. Con này là bông, một con bông và một con đen. Đó. Con số 8 là con số 9 là hai con, một con bông và một con đen. Đó. Thì mình báo giá con bông này trước. Con bông này thì con sát chiều cao chiều dài. Đó. Nó lỡ bò rồi thì bà con biết rồi, lớn tháng. Nó làm tầm 9 tháng bò, 9 đến 10 tháng bò rồi. Đó. Người ta vỗ không có thời gian vỗ đi làm công ty nên là người ta bán. Đó thì mua được một cặp một chuồng luôn. Đó, bò này ngày xưa người ta mua chỉ xíu với bà con là cũng 24 25 triệu rồi. Đó, nuôi thêm mấy tháng nữa bây giờ cũng có điều kiện chăm sóc nữa thì mình mua về nhượng quyền lại cho bà con có nhu cầu. Đó. Con này là con số 8, là giá con này thì mình chia sẻ với bà con là 23 triệu. Đó. Bông cực kỳ đẹp luôn, nói chung là hàng này lỡ. Đó. Con này thì người ta tìm tới rồi xem hết rồi nên là hơi nhát nhé bà con, tìm thuốc nhiều hơi nhát. Đó. Tìm tới vaccine vi rằng, nói chung là liệu trình tiêm thì chủ nhà chia sẻ là đủ rồi, giờ về là con chỉ có chăm sóc thôi, nếu kỹ thì tới dùng sáng thêm một lần nữa rồi nuôi thôi. Đó. Vì là hàng lỡ thì bà con được việc là rút ngắn thời gian nuôi, bỏ thêm mấy triệu nữa thì bà con rút ngắn được thời gian nuôi. Đó. Con này là con số 8, giá là 23 triệu để bà con tham khảo. Đó. Mong đuôi đây, trong tủ bà con xem rồi còn mong đuôi đây. Đó. Dùng lỗ như thế này thì bà con xem quay nó tràn hết màn hình nhưng mà mình phải đứng rất là xa để cái con bò nó gọn vào trong cái màn hình để bà con hình dung được cái chiều cao chiều dài cũng như là hình dung được cái con bò nó thực tế. Đó, bà con xem đứng thẳng thốn nó rất là dài. Đó. Ông ngoảnh cái mặt lại nó dồn thì nhìn con bò nó không ra nhưng mà nó đứng thẳng thốn thì kia sĩ quý bà con rất là dài. Đó. Dài cực kỳ luôn, trong cổ to miếng ba máng luôn, là tròn quay sò đều đẹp hết. Đó. Con bùi đây. Đó. Rồi, đó, bà con thấy đứng thẳng thốn con bò đứng rất là xa, quay gọn vào trong màn hình để bà con xem cho nó chi tiết. Rồi, đó, như vậy. Tiếp theo, con này là con cuối cùng, con số 9 trong lô. Và ngày hôm nay ba con Mỹ Pháp thì mình báo giá cho quý bà con là con này là con cuối cùng, là con này cũng là lớn tiền lỡ bò nhất. Đó. Con này Mỹ Pháp nhưng mà có chân sừng. Đó. Có chân sừng. Nhưng mà con này thì nuôi lớn là sừng nó có dài được bà con. Đó, vài này. Vài con này thì bây giờ anh em tầm 2 gram của mình. 2 gram không bao giờ hết. Nó lỡ bò. Mong đùi đây. Con đùi con này lỡ nhưng mà mong đùi rất là phê như là con phê nhất trong lô luôn. Đó. Anh cũng tốt tạp anh. Giờ Mỹ Pháp thì tạp anh. Chiều cao của con này rơi vào tầm 1m25 rồi. Đó, đến 1m3 lỡ bò. Đó. Con này Mỹ Pháp đen muôn. Bên đầu có bông sơ một xíu. Đó, quay tràn cái màn hình luôn thì bà con. Đó. Giá con này thì mình chia sẻ với bà con là lớn nhất trong lô, tiền cũng cao nhất trong lô, 23 triệu 500 cho con bò cuối cùng trong lô bò 9 con ngày hôm nay, con số 9 để bà con tham khảo. Đó. Tổng quan hết 9 con bò mình vừa báo giá cho quý bà con. Đó. Con nào con nói thì đều đẹp như nhau hết. Đó. Và mình lựa chọn thì bà con yên tâm về nguồn gốc cho tới chất lượng con bò, cho tới chống nước chống gió. Đó. Ăn uống mình bảo hành cho quý bà con. Đó. Nếu bà con lấy nguyên lô thì liên hệ ngay số điện thoại bên góc phải màn hình của mình đó để được giá ưu đãi nhất có thể, miễn phí vận chuyển tới nhà cho quý bà con. Đó. Lô này thì chia sẻ với bà con là nó không đều nhé, nếu mà nuôi một lứa thì không được. Đó. Con này cái lô này thì không phải là mình chọn một lô đều vì là có con lớn con nhỏ. Đó. Bà con nếu mà mua cả lô thì về con nào lớn thì xuất trước, con nào nhỏ thì xuất sau, không phải là một lô đều giống như là lô bò mình vừa giao 10 con ở Bình Thuận cho anh trai nhiệt tình trong đó. Đó thì tổng quan hết 10 con như vậy để bà con tham khảo. Đó. Chi tiết bà con cứ nhớ số thứ tự xem bò rồi xem cái túi tiền của mình nó tới đâu và cái nhu cầu được bao nhiêu con thì liên hệ với mình. Ưu đãi cho quý bà con thì mua số lượng càng nhiều càng tốt. Đó. Thì càng nhiều thì mình có giá ưu đãi cho quý bà con và được miễn phí vận chuyển. À, nếu mua cả lô còn mua từng con thì mình phải đi giao lý và giá cả thì nó sẽ cao hơn chút đỉnh. Đó. Còn mua cả lô thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như là cái chi phí mà mình vận chuyển cho quý bà con nên là mình sẽ bớt lên giá bò để cho anh lời không nhiều đâu bà con. Mua cả lô với lại mua từng con thì mình bớt mỗi con rơi vào tầm 200 nghìn như vậy thôi. Đó. 9 con này thì mình bớt đâu đó chắc rơi vào tầm 2 triệu để vận chuyển.
cho quý bà con. Nếu mua số lượng nhiều và mua số lượng ít thì mình bao vận chuyển rồi thì mình phải đánh thêm mỗi con vài trăm nghìn như vậy đó, cố định từ xưa tới giờ. Bà con theo dõi Tùng TV thì biết đó, giá từ nhỏ tới lớn. Con này thì mini đó, giá nhẹ nhàng 16 triệu. Nếu bà con quan tâm thì mua hàng như thế này đó, 17 năm, 18 năm, rồi 19 triệu 500 đó, rồi 20 triệu, rồi 21 triệu 500 đó, hai con và 23 và 23 năm đó, tổng quan hết là 9 con như vậy. Thích con nào thì nhanh tay liên hệ số điện thoại bên ghép phái màn hình của mình nhé bà con. Rồi thì nội dung video của mình nó cũng dài rồi, mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý bà con đã dành chút thời gian xem theo dõi video của mình. Nếu quan tâm đến những chủ đề mình chia sẻ thì like và đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên những video từ Tùng TV nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều. Bye, hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Bye ạ.